Thưa quý vị, thấm nhuần lời dạy của Bác, dề trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Trưởng thôn Đỗ Thị Tùng luôn cùng cấp ủy, ban nhân dân thôn nỗ lực xây dựng sự thống nhất trong chi bộ, sự đoàn kết trong nhân dân để xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới của xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang. Nhận xét về chị trưởng thôn Đỗ Thị Tùng, bà con thôn Phước Hưng Nam, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, nơi chị Tùng sinh sống, chỉ nói ngắn gọn, năng nổ, nhiệt huyết, miệng nói tay làm, gần dân và sát dân. Còn với cấp ủy chi bộ thôn Phước Hưng Nam, chị Đỗ Thị Tùng luôn được coi là người nữ trưởng thôn giỏi việc nước, đảm việc nhà. Đồng chí Đỗ Thị Tùng là một nữ trưởng thôn, đồng chí là rất là năng nổ, nhiệt tình. Mặc dù là việc cái công việc điều kiện gia đình đồng chí rất là khó khăn, nhưng đồng chí cũng vẫn là góp việc gia đình để tập trung là thôn do tốt, có hoạt động của cái phong trào của địa phương. Từ một cái thôn là có cái tiêu chí nông thôn mới vẫn còn yếu, thiếu. Tuy nhiên thì với cái sự năng nổ, nhiệt tình của đồng chí thì cũng đã thôn mưa cũng có ủy chi bộ xây dựng những kế hoạch và thôn do tốt và để đưa cái thôn Phương Đông là hoàn thiện có cái tiêu chí nông thôn mới và đưa thôn Phương Đông về đích nông thôn mới. Năm nay sắp xỉ tuổi 60 nhưng chị Tùng đã có thâm niên 7 năm làm trưởng thôn, lan lộn với phong trào ở cơ sở. Trong điều kiện một mình vừa làm kinh tế gia đình, nuôi các con ăn học, chị Đỗ Thị Tùng phải tự sắp xếp công việc nhà, tranh thủ thời gian để đến từng nhà dân để tuyên truyền vận động bà con trong thôn thực hiện có hiệu quả mô hình 5-0 trong việc tang ma chay, huy động toàn dân duy trì ngày Chủ nhật xanh sạch đẹp vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần, huy động nhân dân đóng góp thảm bê tông và thâm nhập nhựa đường vào thôn dài hơn 1 km. Những cái ngày mà Chủ nhật để ra quân làm những cái việc, cái công việc của thôn mình đã nhận nhiệm vụ của thôn ấy, thì mình phải sắp xếp thời gian. Ví dụ như khi buổi sáng là không có cái việc gì ở thôn mình đi họp hay là thì mình ở nhà thì khoảng 3 giờ sáng mình dậy. Còn nếu như mà sáng đó mà có cái việc, một cuộc họp của ủy ban hoặc là ở thôn có việc để làm, công tác để làm ấy, thì 2 giờ là mình sẽ dậy rồi. Cho kịp thời gian, sắp xếp thời gian để mình tham gia. Những năm qua, phong trào cải tạo vườn tạp, chuyển đổi cây trồng ở Phước Hưng Nam lan rộng với sự xuất hiện những vườn cây ăn trái cho hiệu quả kinh tế cao. Nhiều mảnh vườn cau, bưởi da xanh, mít, dừa xiêm cho ra quả ngọt. Đây cũng là kết quả của sự vận động không ngừng nghỉ của chị Tùng và cấp ủy, ban nhân dân thôn. Kinh tế vườn đã đem lại cho các hộ gia đình như hộ ông Nguyễn Phú Vân nguồn thu nhập trên 30 triệu đồng mỗi năm từ cây cau. Nói về kinh tế gia đình thì nó tăng trưởng. Ví dụ là mình trồng theo cái hệ mà hắn từng bùng thì nó đạt kết quả cao hơn. Còn cái trước đây là vườn tộp là mình trồng nó lung tung hết sang cải cho nên nó không đạt yêu cầu. Với phương châm, mình làm tốt, nói dân mới tin, chị Đỗ Thị Tùng luôn chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể rõ ràng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, công khai minh bạch với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Qua đó tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần xây dựng thôn kiểu mẫu nông thôn mới của xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang ngày càng phát triển.